Chú ơi, video test tải của chú đây chú nhá. Đây, chào mọi người nhá. Thì hiện tại cái máy này mình đã bán lại, tiếp tục bán về Lương Tài, Bắc Ninh nhá mọi người nhá. Đấy, đang quay video test tải cho chú đây. Nước sôi rất là mạnh, 11,1A. Đó, máy tải rất là khỏe luôn nhá mọi người nhá. Nước sôi rất là mạnh. Đó, máy này mình đã bán rồi nhá. Bên mình vẫn còn rất nhiều máy nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nhá, 0963638495 thì sẽ tư vấn và báo giá chi tiết nhá mọi người nhá. Và con này thì mình đã bán về Đông Triều, cái gì nhỉ, Đông Triều Lương Tài Bắc Ninh rồi nhá mọi người nhá. Đó, đây là mình đang quay một cái video để test tải cho chú xem. Đó, mức độ máy nó chạy như nào, rất là khỏe luôn. Test tải 11,35A này. Con này nó mới nhá mọi người nhá. Nó mới kinh khủng khiếp luôn. Nên là phải nói là thật sự là rất là ác luôn. Test tải nó cực kỳ khỏe. Đó, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ nhá, 0963638495 nhá. Ok, sau đây mình xin phép kết thúc video ở đây nhá.